Mình Quê Đô Bắc thân mến chào anh em nhé. Hôm nay tiện mình đến làm cái thông tin về toàn bộ đồ cũ đây thì mình có một số các cái dụng cụ và một số lưu ý. Trong khi anh em làm đồ cũ thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả anh em nhé. Đây là một cánh gỗ đinh cũ mà cách đây trên 3-40 năm rồi. Đấy mình sẽ nạo. Các bạn sẽ cùng xem, lát mình sẽ lấy cái góc máy lại gần để cho anh em xem là nạo bằng tay nhé, toàn bộ bằng tay nhé. Cái này là không được chà máy anh em nhé, tại vì là chà máy thì nó sẽ làm bào mòn gỗ và nó xỉn sơn cháy cái lớp bách ni ngày xưa ấy. Ngày xưa mà các cụ làm ấy, các cụ đánh rất là tỉ mỉ luôn, nên là mình chỉ nạo cái phần bách ni nó phủ đi thôi để cho nó sạch, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành lót trở lại và chúng ta chà tay nhé. Đây anh em thấy là nạo cũng khá là khó. Mình sẽ lấy góc máy khác nha anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy tại góc này, đây là cái phần mình đã nạo đi. Cái này nó gỗ nó hay xước nha anh em nhé, nên là anh em phải nạo rất là để ý cái màu vân niên ngày xưa cách đây mấy chục năm nó cũ lắm rồi. Đây những cái viên này là mình đã thử nạo qua đi rồi. Đấy chúng ta phải nạo sạch bớt đi thì mới có thể tiến hành chúng ta chà được. Đây là một số cái dụng cụ anh em lưu ý khi ta làm đồ cũ. Gỗ nghiệp và chạm mác, cái này gỗ thật lát nha các bạn nhé, lát ra đồng nên nó có màu này. Đây này mọi người để ý nhé, người để ý là các cái nó bị nét chỗ nào thì chám kéo lại đây, còn vân thì nó im nhé. Cái này không phải mình vẽ đâu nhé các bạn nhé, nguyên của nó đấy, vân hoa là của nó. Đây này những cái vân hoa này ngày xưa, đây là cái cánh cặp cánh, còn cái khung của nó đây, khung của nó, khung của nó. Vâng. Đây anh em có thể để ý đây, ở cái mình đã nạo thử đây bằng cái thiết bị mình tự chế nạo, cái nạo là đây này anh em quẹt, có thấy nếu mà quẹt nhẹ nha, nó tạo thành cái lớp xước này và cái lớp veneer nó bắt đầu nó bong đi để hở ra phần gỗ này anh em thấy. Đây là một cái tủ bằng lát da đồng nhé. Từ đời 85, đóng từ đời tủ này đủ đời 85. 1985 ấy. Rất là lâu rồi, đây nó xỉn màu, nó gọi nó phai nhiều rồi, nó không còn còn đẹp nữa, không bóng, không đẹp nữa rồi. Để anh em thấy là thiết bị nạo rất là hiệu quả đây. Anh em có thể theo dõi thiết bị nạo này. Chúng ta nạo kỹ, kỹ được bao càng tốt thì chúng ta làm nó càng dễ dàng. Đấy, nạo rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, anh em có thể thấy là phần gỗ nó đã lộ ra đấy. Đấy, anh em thấy không? Không gây sứt xước gì nhá. Vì cái lớp veneer nó cũng khá là mỏng, nó không dày lắm. Đây, đây mới là kiểu một cái cánh, nhưng còn cái cánh của nguyên một cái tủ kìa. Còn nguyên si luôn. Với một khối lượng công việc rất nhiều nên mình làm rất nhiều luôn. Đấy, anh em xem. Em lưu ý những cái chỉ ngày xưa các cụ làm rất là tỉ mẩn luôn, cái chỉ này là người ta gắn chìm vào đấy nha. Đấy hai bên này, cái này là chúng ta phải lưu ý để làm sao để đỡ hỏng đồ của người ta, làm đã không được rồi mà đi làm hỏng đồ người ta là chết luôn đấy. Anh em thấy không, nó lộ phần gỗ ra này thì chúng ta đánh lại nó sẽ rất là dễ luôn.
Đây vào đây anh em sẽ xem mình chào bằng giấy ráp tay nhé. Số hiệu là 320, số 320. Đây em có thể bo những cái đường bo của nó rất là đẹp luôn, nó ra cái màu gỗ luôn rồi. Chứ không còn là có cái màu veneer nó bám đấy nữa. Sạch, đẹp đấy, cái bột bột này là cái bột của veneer ngày xưa đấy các bạn. Khi chào ra nó ra cái bột này anh em lưu ý. Rất là lưu ý luôn, chúng ta làm không được dùng máy nữa, anh em dùng máy ở đây là phá luôn cái cánh thì anh em mới chà nhẹ nhàng mà nó ra cái bột hết cái bột luôn thì mới được, thì nó sẽ lộ cái phần gỗ ra thì chúng ta làm lại mới được. Đấy anh em thấy không, cái đường bo của nó thì nó phải bo hết đi, cả hết đi, sạch sẽ đẹp sẽ đâu đấy rồi chúng ta phải làm một cái mới khác được. Nhẹ nhàng anh em thấy không, đi nó ra hết cái bột mình mới luôn. Đấy, sáng màu ra ngay. Đấy, các cái góc nha anh em nhớ. Và hai bên cạnh cũng là bo đều đều đều. Tại vì cái đường này nó là đường đường cong. Đó, để ý. Những cái gỗ ngâm ngày xưa một bên là gỗ ngâm nha. Có đời nó sẽ làm bằng sừng trâu nhưng mà đời này là đồi. Cái màu đen là cái gỗ ngâm dưới suối lâu năm rồi nhé, cái gỗ bằng. Đây anh em nhớ vân hoa của nó đang chìm vì mình trà lên nó. Nó lên bột này nó sẽ chìm, sau này lót trở lại phun trở lại thì nó sẽ đẹp lên. Cánh cong nhé các bạn nhé, cánh này cánh đường cong ấy. Làm gì? À không, chi tiết nhỏ đấy, không cần phải tháo ra đâu, kệ nó thôi. Cái này nó đóng trên này xiên xuống ra thôi. Được rồi, cái đấy còn tháo đâu. Đấy mai mình bê cái bệ ra làm thôi. Cái đóng trên xiên xuống. Ừ. Ừ. Đây anh em có thể quan sát này, một đôi cánh của cái tụ đứng ấy. Toàn bộ là gỗ cây lát ra đồng nhá. Đấy, đường cong luôn, đường cong. Thì đã nạo được một bên rồi mà sẽ tiếp tục tiến hành là sẽ làm cái này. Đấy, cái khung của nó là cái khung chai nhá các bác nhá. Đấy, đấy bác là nó hai cánh cong hai bên đều. Rất là đều luôn. Gỗ nghiệp mà chấm mát, cái này gỗ thật lát nhé các bạn nhé, lát ra đồng nó có màu này. Đây này mọi người để ý nhé, mọi người để ý là các cái nó bị nét chỗ nào thì chám kéo lại đây, còn vân thì nó im nhé. Cái này không phải mình vẽ đâu nhé các bạn nhé, nguyên của nó đấy, vân hoa là của nó. Đây này những cái vân hoa này ngày xưa. Đây là cái cánh, cặp cánh. Còn cái khung của nó đây, khung của nó. Khung của nó. Đấy anh em nên lưu ý một số thế và anh em nhớ là đăng ký kênh nhá, để clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em về, anh em mới vào nghề ấy, về cái cách pha sơn siêu bóng để chúng ta phun cho các cái đồ này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.